Huấn luyện viên Park Hang-seo được đề xuất thay Jurgen Klinsmann dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Truyền thông xứ Kim Chi đã đưa tin huấn luyện viên Park Hang-seo được đề cử lên nắm quyền tại đội tuyển Hàn Quốc để thay thế cho huấn luyện viên Jurgen Klinsmann sau thất bại của họ trước Jordan. Đội tuyển Hàn Quốc tiến đến Asian Cup 2023 với nhiều sự kỳ vọng. Đoàn quân huấn luyện viên Jurgen Klinsmann sở hữu nhiều ngôi sao thi đấu tại châu Âu và có nhiều kinh nghiệm chinh chiến. Dù vậy, sau những màn trình diễn không thuyết phục tại vòng bảng thì họ đã chính thức dừng bước tại bán kết. Thất bại trước đội tuyển Jordan cho thấy Hàn Quốc có quá nhiều vấn đề. Họ để cho đối thủ đánh giá thấp hơn, đè bẹp trong 90 phút thi đấu. Huấn luyện viên Klinsmann cùng cao trò đã gửi lời xin lỗi đến người mộ Hàn Quốc. Tuy nhiên, đông đảo cổ động viên và những người làm chuyên môn không chấp nhận lời xin lỗi. Họ cho rằng chiến lược gia người Đức phải từ chức. Thị trưởng thành phố Daegu, ông Hong Jun-pyo cũng lên tiếng về vấn đề này. Ông cho rằng đã đến lúc đội tuyển Hàn Quốc không tiếp tục sử dụng các huấn luyện viên ngoại. Tôi nghĩ có rất nhiều huấn luyện viên Hàn Quốc có thể làm tốt hơn những người đang nhận mức lương 2,8 tỷ won, ám chỉ huấn luyện viên Klinsmann. Những huấn luyện viên Hàn Quốc giỏi gồm Park Hang-seo, ông Hwang Seo-hong và ông Jo Hwang-jae. Có lẽ đã đến lúc chấm dứt thời kỳ của các huấn luyện viên nước ngoài, ông Hong Jung-pyo nói. Đội tuyển Hàn Quốc chắc chắn sẽ còn nhận nhiều lời chỉ trích sau thất bại tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Với huấn luyện viên Klinsmann, có lẽ đây cũng sẽ là hồi kết cho ông tại xứ sở Kim Chi. Dù vậy, để người mộ chứng kiến huấn luyện viên Park Hang-seo lên nắm quyền cũng là không dễ. Hiện tại thì ông Park đang làm cố vấn đặc biệt tại câu lạc bộ Bắc Ninh, đội bóng vừa thành lập và chơi tại giải hạng nhì của Việt Nam. Indonesia tiếp tuyển Việt Nam tại chảo lửa Gelora Bung Karno. Trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Indonesia sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại sân Bung Karno. Đây được coi là chảo lửa của xứ vạn đảo. Với sức chứa hơn 77.000 chỗ ngồi, sân Gelora Bung Karno là thử thách không hề dễ chịu với bất kỳ đội bóng nào đến đây. Tuyển Indonesia đã đăng ký với FIFA về việc lựa chọn sân đấu này làm cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Có thể thấy, thầy trợ huấn luyện viên Shin Tae-yong đã sẵn sàng đặt ra thử thách rất lớn cho đối thủ. Lịch đấu này sắp được lặp lại trong hai lượt trận then chốt của đội tuyển Indonesia và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Trong đó, trận lượt đi diễn ra vào ngày 21 tháng 3 trên sân Bung Karno và lượt về ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình của Hà Nội. Trước đó, đội tuyển Việt Nam cũng đã có chuyến làm khách tại Indonesia vào thời điểm năm 2022. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã lựa chọn sân Wandipida tại Bali. Đó là sân khấu không quá áp lực với những ngôi sao vàng. Sân Gelora Bung Karno trong thời gian gần đây đã được cải tạo đáng kể thay mặt sân để tham gia đăng cai tổ chức kỳ World Cup U17 tổ chức tại Indonesia của năm 2023. Đây cũng là sân đấu được đội tuyển Indonesia sử dụng thi đấu trong lượt đi vòng loại 1 thắng đội tuyển Brunei với tỷ số 6-0 để vào vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bóng Đá và Đời Sống với những thông tin nóng hổi từ bóng đá Việt Nam. Ngay sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.